Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em thông báo dòng tép tròn của BMW bên em về được nhiều. Cái lô này là em về được một lô của BMW China, nên em quay cho anh em mình xem. Nó trở kháng 8 ohm và công suất của nó là 2W, dòng từ kép. Và tép tròn của BMW sản xuất tại Trung Quốc thì có một cái miếng mút nót ở đây, anh em nhìn thấy à, nó dày được khoảng tầm 3 ni. Tép giấy của BMW, những dòng tép của BMW này cho tiếng đánh rất chi tiết và hay. Anh em có thể thay thế cho những dòng bát, dòng tép tròn của BMW, những con 455, 450V, hoặc những cái dòng tròn như tròn 10 của BMW là vừa hết. Hoặc anh em có thể thay thế cho tất cả những dòng tròn của Nanomax California mà anh em thấy nó đường kính tròn 10 là nó vừa hết. Ngoài ra bên em có phân phối thêm cả những cái dòng vuông nữa, vuông của BMW, vuông 8 ohm ở mặt trước đây. Dòng 850 thì có vuông 850 này, nó có cái miếng giấy trắng nót đây anh em này, mình nói giấy trắng này này. Nó vừa cho tất cả những cái dòng vuông từ 450C cho đến 850, 880, 1000, 2000 để nó vừa hết. Dòng tép tròn và tép vuông của BMW được bên em phân phối và bán ra với giá bán là 250 một đôi, được bao ship toàn quốc. Anh em quan tâm hoặc cần tư vấn sản phẩm, anh em qua điện trực tiếp cho bên em qua số máy 0904612323, hoặc anh em comment ở dưới cái video này, bên em sẽ trả lời sớm nhất có thể. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video này.